Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Rất vui được gặp tất cả các cô chú anh chị. Bữa nay mình quay cái chiếc xe cuốc S280 các bạn. Xe cuốc này cái cần rất là dài, rất là khủng luôn nha. Có múc lên kìa bạn ơi, nguyên một gầu đất rất là to nha các bạn. Múc mà gị gị luôn các bạn ơi. Muốn cắm đầu luôn nha các bạn. Có lên một cục đất rất là khủng nha. Vét cái này để đắp lên cái con lộ làm cho nó bự bự nha các bạn, để làm cái bao đê nha, bao đê để xạ lúa cái vụ ba các bạn tới, để nước nó không có tràn vào trong ruộng lúa nữa nha. Con kênh hiện giờ là rất là cạn nha các bạn, lục bình cây cối rồi tùm lum rất là nhiều nha. Bước đầu muốn để lên nè các bạn ơi, cái gầu của xe cuốc này rất là cứng nha các bạn. Sông rất là cạn luôn các bạn. Nhưng mà nếu mà cái chẹt mà gọn gọn cho khoảng chở chừng 10 tấn là đi chắc nó cạn mấy các bạn ơi. Cho nên cái công trình này cần phải vét lại cho sâu nha các bạn, sâu để nước ngọt ở ngoài tông lớn vô á. Chỉ để kinh mà kinh cùng mà kinh nhỏ nữa thì nước phèn không à. Thank you.
cũng lồ luôn các bạn ơi. Anh xe cuốc đằng kia chắc nữa anh đi ngược đi lui lâu quá các bạn, tại vì vô trong kia kinh khủng, ở đâu còn đi đâu được các bạn, nói là anh đi lui ra quá. Gồm ba cái giác lại nha các bạn, ba cái cỏ, ba cái cây mai dương á, ba cái cỏ ống đó. Móc mà trúng gốc cây là kéo bực bực luôn nha các bạn. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng các bạn, hẹn bạn video tiếp theo.